độc tố, nó tham gia vào những cái phản ứng để mà đào thải độc tố ra khỏi cái làn da. Vì sau một đêm đi khoảng từ 9 giờ là da bắt đầu sửa chữa và bắt đầu detox á, bắt đầu nó làm việc, cái đầu nó sẽ tìm kiếm những cái gì tác nhân nào có hại ở nguyên cái ngày ban ngày của mình, cái tác nhân nào có hại cho da, cái chỗ nào mà ánh nắng có thể làm tổn thương cái da, thì ban đêm á nó sẽ tập trung vào cái chỗ đó nó sửa chữa. Như vậy thì cái oxy nó tham gia vào những cái vai trò phản ứng với những cái cơ quan sửa chữa đó. Đó, khi mà các chị bổ sung oxy thì cái việc sửa chữa của mình cũng sẽ rất là nhanh, đa phần là ứng dụng trong cái đợt tóc thanh lọc. Oxy thì các chị có thể là thấy là mình phun máy oxy hoặc là mình đắp mặt nạ sủi bọt đó, cái mình áp đó, nó sủi lên đó, thì cái đó cũng là cái dạng đưa oxy, hoặc là mình dùng máy phun oxy cũng là cái dạng đưa oxy. Nhưng mà về cái hàng rào bảo vệ da của mình, nó có cái đặc tính là chống vật lý, chống cơ học, tức là chống những cái va chạm, những cái tác động ngoại lực vào bên trong da. Cái hàng rào nó luôn là nó che chắn và nó gồng mình để cho không có cho những cái áp lực ở ngoài vô. Như vậy khi các chị phun oxy bằng cái máy oxy jet thì cái hàm lượng oxy nó vào tầm khoảng 20-30% là cao lắm luôn. Đối với những cái máy tốt nhất, còn những cái máy Trung Quốc hay là những cái máy cơ bản thì có thể là hàm lượng oxy không có nhiều đâu. Như vậy thì với cái oxy bột của bên em thì đây là cái dạng mangan dioxide. Thì khi mình mix với cái nước kích hoạt, hai cái này mình mix lại với nhau thì nó sẽ tạo cái phản ứng, tạo phản ứng và mình quét cái lớp bột đó lên, quét cái lớp bột đó lên khắp đều khắp mặt. Thì sau khi mình quét, mình ủ một chút xíu để khoảng 10-15 phút thì mình sẽ xịt những cái chai trung hòa ở trên này. Thì cơ chế của nó là nó sẽ giúp cho cái da mình nó mở những cái kênh ra để đón nhận oxy đi vô. Oxy là cái dạng rất là người thân quen ở trong nhà, mà anh em nó trong nhà nó cơ thể lúc nào cũng có, nên nó mở cửa rất là dễ. Cho nên đưa oxy bằng cái con đường hóa học nó dễ hơn bằng cái con đường vật lý. Con đường vật lý là nó sẽ ngăn cản cái ngoại lực, là còn con đường hóa học thì tự nó sẽ mở cửa đón chào oxy. Vì vậy mà mình dùng cái oxy bằng cái dạng bột, nó sẽ làm cho cái da mình nó hấp thụ oxy khoảng 80%. Và hàm lượng oxy càng nhiều thì cái tính năng tăng sinh cái elastin nè, cái tính năng làm cho da nó hồng hào, cái tính năng thanh lọc những cái độc tố, dùng kem chứa corticoid hoặc là dùng kem chứa thủy ngân hoặc những cái chất có hại cho da ban ngày thì nó sẽ thanh lọc ra, nó sẽ đào thải ra. Oxy có thể áp dụng trên da bình thường, mình muốn trẻ hóa, mình muốn da mình sáng hồng mình vẫn áp dụng được, chứ không phải là cần phải có độc tố thì mới dùng. Còn những cái tình trạng mà mụn viêm, mụn nang, mụn ở cấp độ 3, cấp độ 4 là các chị hình tượng lên được, nó có mức độ nó viêm nặng và cái ổ viêm có thể là nó ăn sâu bên dưới và nó ăn luôn, đúng không? Nó ăn luôn bên dưới. Như vậy thì vì các chị mà đưa những cái gì để mà đưa những cái hoạt chất hay những cái sản phẩm mà để làm sao giải quyết sâu ở dưới cái phần nang lon đang sưng nó phình to như vậy á, là rất là khó. Thêm nữa là ở cấp độ 4 rồi thì mụn nó sẽ rất là nóng, nó nhạy cảm lắm, và nó viêm, nó sưng lên, nó phình lên, nó nóng, nó nhạy cảm lắm. Mà mình không thể dùng hóa chất, lúc đó mình không thể dùng peel được rồi. Thì có thể các chị dùng enzyme hoặc oxy. Cái oxy này nó sẽ đi theo cái nang lon và nó có thể nó đi xuống qua cái phần lớp thường, thì nó sẽ làm cho cái việc di khuẩn ở cái phần môi trường bên dưới, là môi trường nó bị bí rồi. Môi trường nó bị bí, nó chỉ có dầu, chất béo, rồi di khuẩn. Cho nên thì cái môi trường nó thuận lợi, di khuẩn nó ẩn nấp, nó sinh sôi, nó phát triển, nó phát triển rất là nhanh trong môi trường bị khí. Mình đưa oxy vô là mình đưa dưỡng khí vô. Chính vì vậy tự cơ thể nó chết, tự di khuẩn nó chết. Trong cái môi trường bất lợi cho nó thì nó không có sinh trưởng được, không phát triển được. Vậy cái oxy vô nó sẽ làm cho cái da mình nó giống như cái thuốc để điều trị di khuẩn, nó hiệu quả. Nó tự nhiên mà nó làm. Mình làm mụn bằng oxy thì đa phần là khách không bị thâm. Cái vết thâm nó sẽ sáng luôn. Sau khi mình có cái bộ oxy xong, em còn cái bộ cuối cùng đó là cái bộ Sweet. Sweet đây là cái cũng là cái công nghệ chỉ có cái hãng của em có thôi. Hãng này thì ông ấy cũng nghiên cứu một cái cơ chế để mà cho người ta trẻ hóa, để ngăn ngừa lão hóa và để điều trị lão hóa theo cái cơ chế là phục hồi năng lượng.
cơ chế phục hồi năng lượng.